Chào anh em, sáng hôm nay mình có đi bãi cu với Phan Hiền nè. Phan Hiền đang ngồi đây. Hai anh em thì cũng đã tới bãi đánh rồi nghe anh em. Sáng nay thì trời nó cũng hơi mù á. Nó hơi mù nhưng mà nó có hanh nắng. Bây giờ là tới cái bãi đánh này ở Cờ Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk đây anh em. Ở bên phía này nè, phía sau này nè, có một con cu nó gáy. Giờ thì hai anh em mình bắt đầu vào để bắt nó. Ở đây nó có một mấy con chồng mào nó hút luôn em. Hôm nào rảnh rảnh mang chồng mào đi đi bẫy thử. Giờ cái chỗ này mình định đánh cho nó ra, nhưng mà mấy anh em cũng thấy nè, đất ở đây người ta cày lên nhé, cục cục không. Cái đất này là muốn đánh lắm nhưng mà chưa được. Đây anh em, nè, đất người ta cày lên nè. Chứ cùng cái bãi này thì cũng tương đối đẹp rồi, nó rộng rãi. Giờ thì mời anh em theo chân mình tiếp tục đi vô trong phía kia kìa, vô trong kia tìm cái chỗ nào hợp lý thì mình cắm cu mồi xuống mình đánh cho anh em xem. Con mồi này á, là mình đánh cái con này là cái con vừa bữa hôm á, anh em xem video có con rách diều của mình khâu lại đó. Hôm nay thì nó chơi lại rồi, giờ mình mang ra rừng mình đánh thử xem nó còn cái phong độ giống như hồi kia nữa không. Thì mời anh em nào quý mến mình thì cho mình cái nút like và cái nút đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn anh em đã xem video. Giờ nó nắng lên rồi anh em ơi, nó nắng lên rồi thì mình đi đánh nó sẽ cu nó sẽ hăng hơn. Rồi bây giờ mình vô kia mình tìm cái chỗ mình cắm xuống, rồi mời anh em xem con mồi nó chơi như thế nào.
Bắt được con bổi rồi nghe anh em. Cái con mồi kia là con mồi rách diều của mình hồi kia đó. Bữa nay nó chơi yếu quá anh em, nó không chơi được như hồi xưa nữa. Con bổi này thì cũng tương đối đẹp. Thả luôn nghe anh em.